Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của MobileCity. Trước màn hình của bạn là iPhone XS Max và Galaxy S10 Plus, hai chiếc điện thoại cao cấp và đầu bảng nhất đến từ Apple và Samsung. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau test hiệu năng để xem iPhone XS Max với Apple A12 có đánh bại con chip Exynos 9820 cùng với bộ nhớ RAM 8GB trên chiếc Galaxy S10 Plus hay không nhá. Và ở cái phần khởi động lên ấy, thì các bạn có thấy rằng iPhone XS Max và Galaxy S10 Plus nó có tốc độ là tương đương nhau luôn, rất là nhanh. Và mình sẽ mở khóa cái thiết bị này lên. Mở khóa nào. Rồi, để đảm bảo công bằng ấy, thì mình đã cho cả thiết bị kết nối đến cùng một điểm phát wifi, đó chính là Sun Studio. Đấy. Và mình không kết nối đến với những cái thiết bị ngoại vi. Đồng thời thì mình sẽ đăng nhập cùng một Facebook, nên là nếu mà có thông báo thì cũng là cả hai thông báo giống nhau. Đầu tiên thì mình sẽ show cho anh em xem cái speed test. Đấy. Để xem rằng Samsung quảng cáo rằng đây là thiết bị được sử dụng cái wifi chuẩn 6, để xem là nó có đáp ứng vào cái thực tế của chúng ta trải nghiệm hay không, khi mà mình cùng kết nối đến một cái điểm phát wifi cũng như là cái môi trường nó là hoàn toàn giống nhau, tương đồng nhau. Đấy. Thì cái wifi của nó sẽ như thế nào? Ping thì các bạn có thấy rằng nó là ngang nhau. Nhưng mà cái tốc độ này nó đã có một sự khác biệt này. Cái tốc độ download thì Galaxy S10 Plus nó lại thấp hơn một chút, nhưng mà ở cái tốc độ upload thì chiếc Galaxy S10 lại nhỉnh hơn. Mình sẽ test lại một lần nữa cho anh em xem được cái kết quả nó sẽ có sự khác biệt hay không nhá. Wow, đẩy lên tận 40 luôn. Cái gói này của mình chỉ có 30 thôi mà. 35, gói của mình là 35 MB. Mọi lần mình test trước ấy, thì đa phần là Galaxy S10 Plus nó có tốc độ download nhanh hơn. Nhưng lần này thì nó lại có tốc độ chậm hơn. Đấy. Còn upload thì với thông tin này thì rất có thể là Galaxy S10 Plus nó sẽ có tốc độ upload nhanh hơn. Và thực tế đúng như vậy, nó có tốc độ upload phải nói là cực kỳ khủng khiếp, lên tới là 26.3. Đấy. Trong khi đó thì với chiếc iPhone XS Max là 15.2. Còn cái download thì nó chênh lệch nhau vào khoảng 6 megabit. Thì đổi lại thì chúng ta có thể thấy rằng cái thực tế thì dường như là cái wifi chuẩn 6 này nó chưa thực sự đáp ứng được, nó có thể tạo ra sự khác biệt tại thị trường Việt Nam cũng như là cái gói cước của mình, nên là các bạn cũng không cần đắn đo quá nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ show cái điểm AnTuTu giữa hai sản phẩm này để chúng ta có thể là tham khảo. Thì ở đây, chiếc Samsung Galaxy S10 Plus sử dụng con chip là Exynos 9820, bộ nhớ RAM là 8GB. Nó đã có tổng điểm là 330.000 điểm. Trong khi đó thì với chiếc Apple A12 cùng với 4GB thì chiếc iPhone XS Max đã có tổng điểm lên tới là 333.000 điểm. Đấy. Và điểm số GPU nó đạt là cực kỳ cao, nó cao hơn rất nhiều so với cái điểm CPU trên chiếc Galaxy S10 Plus. Còn cái điểm GPU ấy thì Galaxy S10 Plus nó đang có một điểm số cực kỳ cao. Nó tùy từng lần, có lần mình test nó lên tới là gần 150.000 điểm, còn lần này sẽ là 149.000 điểm. Ôi, một con điểm số nó chênh lệch khá là nhiều, hứa hẹn sẽ đem đến cho chúng ta một cái khả năng chơi game nó tốt. Đấy. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi đến với phần test hiệu năng. Thì mình sẽ tắt hết đài nhận lại nhá. Mình sẽ thử với Safari cũng như là Internet đến từ Samsung. Mình sẽ cho cả thiết bị load một cái website, đó chính là mobilecity.vn. Thì các bạn có thể thấy rằng cái chiếc Samsung Galaxy S10 Plus nó đã có cái tốc độ vào nhanh hơn hẳn luôn. Zing MP3. Tiếp tục là phần tháng nghiêng về chiếc Galaxy S10 Plus. Và các bạn có thể thấy rằng khác với những phiên bản tiền nhiệm sử dụng cái Xperia và Samsung Galaxy S10 Plus đang được cái sử dụng cái One UI, nó đã tối ưu rất tốt, tốt hơn hẳn so với phiên bản trước, nên là nó đem đến cho chúng ta một cái khả năng load map phải là cực kỳ nhanh luôn. Đấy, những cái ứng dụng trước thì hầu như là Samsung đã vào trước, và tiếp theo là YouTube cũng vào trước. Google thì sao? Google tiếp tục vào trước. Chúng ta đi đến với Cut the Rope là một cái tựa game khá là nhẹ, nên là chúng ta xem nào, có thấy được cái sự khác biệt không? Lần này
Mình mở khá là nhiều lần rồi và chiếc Galaxy S10 Plus nó rất hay bị lỗi cái ứng dụng này. Thì mình sẽ mở lại và cho nó vào đa nhiệm nhé. Cứ mở lần hai lại được. Thế nó mới hay chứ. Rồi mình sẽ cho vào đa nhiệm. Tiếp đến chúng ta sẽ đi đến với My Talking Tom. Rồi My Talking Tom thì rất có thể Samsung Galaxy S10 Plus lại vào trước. Rồi không ngoài dự đoán nó đã vào trước. Chúng ta đi đến với Subway Surfer. Sở dĩ lần này mình sử dụng rất rất nhiều tựa game, tại vì là mình muốn thử xem dung RAM 8GB trên chiếc Galaxy S10 Plus nó sẽ làm như thế nào để có thể lật được với 4GB trên iPhone X Max. Và mình nghĩ rằng là phần thắng nó sẽ nghiêng về với chiếc Galaxy S10 Plus, tại vì là One UI đang thể hiện mình là một cái phiên bản Android nó tối ưu rất là tốt. Đấy, ở tựa game sắp Zombie Tsunami này thì các bạn cũng thể thấy được là Galaxy S10 Plus nó vẫn có một cái hiệu năng rất tốt để chúng ta vào, và thậm chí là nó có phần nhỉnh hơn so với chiếc iPhone X Max. Chúng ta đi đến với Fruit Ninja. Fruit Ninja, ôi, lại bảo là iPhone không lỗi đi. Đấy, đây này. Fruit Ninja thì là bằng nhau khinh khít luôn. Chúng ta đi đến với Dumb Way to Die 2. Dumb Way to Die 2 rất có thể là chiếc iPhone X Max sẽ vào trước. Nhưng mà kết quả thì lại là ngang nhau. Xịt 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 luôn. Rất khó để có thể phát hiện. Chúng ta đi đến với Cut the Rope. Các bạn có thể nhìn thấy các cái hiệu ứng triệu chuyển cảnh không? iPhone X Max đã vào sau một chút rồi đấy. Jetpack Joyride. Jetpack Joyride này thì rất có thể iPhone nó sẽ vào trước. Đây là một tựa game. Đang định nói là iPhone luôn luôn vào trước, nhưng mà có thể thấy rằng Samsung đang thể hiện cực kỳ tốt. Temple Run 2 thì các bạn có thấy rằng Samsung Galaxy S10 Plus tiếp tục đã có phần thắng, nó đã vào trước rồi. Temple Run. Lần này xin lỗi nhé, mình ấn iPhone X Max vào trước nhưng mà nó cuối cùng nó vẫn vào sau. Đấy. Advance 8. Advance 8 xem nào, một cái tựa game nặng hơn so với tất cả những cái tựa game trước, để xem rằng lúc này GPU và CPU chiếc điện thoại nào sẽ ok hơn. iPhone X Max nó đã vào trước nhưng mà thời gian chênh lệch rất là ít. Nó lại không có một cái màn hình lốt như kia, mình đang định bảo là nó Galaxy S10 Plus nó sẽ vào trước. Rồi đây sẽ là cái lúc mà chúng ta cần vận dụng cả CPU và GPU. 1, 2, 3. Quá là tuyệt vời, Samsung Galaxy S10 Plus đã vào trước và chắc chắn nó sẽ vào trước, và thời gian chênh lệch sẽ vào khoảng sắp xỉ 1 giây. Ui xa, quá là đã, quá đã luôn. Lâu lắm rồi thì mình mới có một cái cảm xúc thực sự là tuyệt vời khi mà có một dòng sản phẩm đến từ Samsung, và cụ thể là Samsung Galaxy S10 Plus nó đã vượt mặt được iPhone X Max trong hầu hết những tựa game cũng như là ứng dụng. Và ở phần đa nhiệm thì các bạn có thấy rằng ở cái Safari cũng như là Internet thì Internet đến từ Samsung nó đã vẫn giữ nguyên được. Rồi Zing thì vẫn là ngang nhau, Facebook là ngang nhau, Messenger là ngang nhau, YouTube cũng nguyên. Bản đồ. Rồi bản đồ thì iPhone đã phải lốt lại. Rất là tuyệt vời, 8GB đang thể hiện mình tốt hơn rồi. My Talking Tom vẫn còn nguyên. Subway Surfer tiếp tục là Samsung Galaxy S10 Plus vẫn giữ nguyên được, quá là tuyệt vời. Chúng ta đi đến với Zombie Tsunami. Các bạn có thể thấy rằng dường như là 4GB trên iPhone X Max nó đã bị tràn rồi, nên là nó đã bị đốt lại tương đối nhiều. Fruit Ninja thì rất may cả hai thiết bị của chúng ta vẫn còn nguyên. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng iOS với cái sự tối ưu tốt thì nó có cái tốc độ mở lại nó nhanh hơn. Cắt Zalop cả hai vẫn còn nguyên. Jetpack Joyride vẫn còn nguyên. Đấy. Chúng ta đi đến với Temple Run 2. Temple Run 2 thì cả hai vẫn còn nguyên. Temple Run 1 vẫn còn nguyên. Và Advance 8 vẫn còn nguyên. Rồi, và các bạn có thể thấy rằng ở phần load game thì dường như là 9820 đã được tối ưu thực sự tốt, và kết hợp với cái One UI nó đã trở nên một cái phiên bản Samsung Galaxy S10 Plus nó có một hiệu năng cực kỳ tuyệt vời. Còn ở cái khả năng đa nhiệm thì các bạn có thể thấy rằng iOS với sự
tối ưu cực kỳ tốt thì nó đã cho phép chúng ta 4GB và nó chỉ thua thiệt so với 8GB của Galaxy S10 Plus một chút mà thôi. Nó cũng chỉ bị lốt lại một vài tựa game cũng như ứng dụng. Và mình hoàn toàn có thể khẳng định rằng đây chính là hai thiết bị có hiệu năng tốt nhất mà các bạn có thể mua ở thời hiện tại. Vậy thì các bạn thấy sao về bài test này? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.